Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trước kỳ họp thứ 6. Lâm Đồng liên tục cải thiện chất lượng giống cây trồng. Hiệu quả mô hình 3-1-3-0 ở Cát Tiên. Mức tiêu thụ sản phẩm thủy sản theo đầu người của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Anh sẽ không ký thỏa thuận Brexit nếu chưa đạt nhất trí một khuôn khổ rõ ràng về mối quan hệ an ninh và kinh tế trong tương lai giữa Liên minh châu Âu. Người tiểu đội trưởng tự vệ tiêu biểu. Bây giờ là nội dung chi tiết để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Chiều nay 9 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để nắm bắt những ý kiến kiến nghị của các sở ngành địa phương về những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết qua đợt tiếp xúc cử tri vừa qua, cũng như những đề xuất của tỉnh đối với Quốc hội, Chính phủ và Bộ ngành trong kỳ họp tới. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội, ông Triệu Thế Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên và Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội. Ông Ca Nhiễu, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dân tộc của Quốc hội. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan đã tham dự buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm giải quyết các vấn đề giao thông như chấp thuận chủ trương đưa dự án cải tạo tuyến đường quốc lộ 27 đoạn km 83 đến km 174 với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng vào công trình cấp bách. Bố trí vốn bằng nguồn dự phòng trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đầu tư bổ sung nâng cấp cải tạo đoạn đường đèo Mimosa và số cầu trên tuyến quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng. Vì hiện nay tuyến đường cửa ngõ đi vào thành phố Đà Lạt đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông. Đồng thời xem xét đưa dự án này vào đầu tư cấp bách bằng nguồn vốn dự phòng 2018-2019. Về lĩnh vực giáo dục, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng kiến nghị Văn phòng Chính phủ có văn bản thay thế công văn cũ, thống nhất trên toàn quốc, cho phép các đơn vị trường học được phép tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán, vì các vị trí này đòi hỏi phải được đào tạo về chuyên môn, không thể kiêm nhiệm. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện chương trình các môn học, các hoạt động giáo dục theo hướng tinh gọn, giảm tải, gắn với thực tế trải nghiệm sáng tạo. Đề nghị Bộ Giáo dục tham mưu đề xuất Chính phủ tiếp tục cho thực hiện bảo lưu phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo và cán bộ quản lý khi được điều động về Sở Giáo dục. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thủ tục hành chính về đất đai 3 cấp, áp dụng cho toàn quốc để thuận tiện cho người dân doanh nghiệp. Ngoài ra, đại diện các sở ngành liên quan đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nội dung đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tăng mức vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo lên 40 triệu đồng một hộ. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có chính sách hỗ trợ giống tầm, hỗ trợ về nhập khẩu kén tầm, đồng thời sớm phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để các địa phương, đơn vị chủ rừng có cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng đất, phương án sử dụng rừng, v.v. Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa cho biết, liên quan những kiến nghị của cử tri trong các buổi tiếp xúc tại các địa phương mới đây, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan tổng hợp tất cả các ý kiến của cử tri địa phương. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được xem xét để giải quyết kịp thời. Riêng những kiến nghị vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp trình đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để có kiến nghị với Quốc hội trong kỳ họp thứ 6 sắp tới. Về những kiến nghị của cử tri, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm, như để ngăn chặn tình trạng phá rừng hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có văn bản yêu cầu các nhà máy chế biến lâm sản, thông qua phần mềm báo cáo, tập trung về cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh để kiểm soát nguồn gỗ lưu hành trên thị trường. Việc bán thuốc, nhập thuốc tại các cửa hàng bán lẻ cần phải được thông qua Sở Y tế để dễ dàng quản lý. Cần có chính sách hỗ trợ các tỉnh nghèo thực hiện tốt chương trình sữa học đường để nâng cao tầm vóc cho trẻ em. Riêng đối với vấn đề quản lý, xử lý hiệu quả tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị. Vấn đề là cho vay nặng lãi, rồi đòi nợ thuê thì ở đây là nó có hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là cho vay nặng lãi là thuộc về lĩnh vực tín dụng. Đòi nợ thuê
thì thuộc về cái lĩnh vực mà chúng ta cấp đăng ký kinh doanh cho các đơn vị là đi thu hồi nợ. Thu hồi nợ. Thế thì hai cái mà đi thu hồi nợ, đòi nợ thuê đó, cái dân giả chúng ta gọi đi nợ thuê đó, thì nó đã có một cái nghị định chi phối cái hành vi này rồi. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đó, thì nó bị biến tướng. Nó bị biến tướng, cho nên vừa rồi đó, thì thành phố Hồ Chí Minh là có đề nghị là bỏ luôn cái ngành nghề này ra khỏi cái danh mục đăng ký kinh doanh. Thế thì cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Luồng ý kiến của dư luận xã hội thì ủng hộ, luồng ý kiến thì cho rằng là cái gì á mà không quản lý được thì cấm, thì bỏ. Cho nên là về vấn đề này, đối với vấn đề là đòi nợ thuê thì tôi đề nghị là các bộ ngành ở Trung ương nên đưa vào một, không bỏ nhưng mà nên đưa vào một số các cái quy định thật sự là chặt chẽ, để làm sao đó mà chúng ta có thể là ví dụ như là tăng thêm cái chế tài xử phạt, tăng thêm các cái bằng cấp, nghiệp vụ chuyên môn, công cụ hỗ trợ và cái cơ chế kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với cái dịch vụ này, để chúng ta kiểm soát phải nó chặt chẽ. Từ những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan của Lâm Đồng, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Tào, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp, báo cáo để trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Lâm Đồng liên tục cải thiện chất lượng giống cây trồng. Hiệu quả mô hình 3 nhất 3 không ở Cát Tiên là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, hàng năm trên địa bàn tỉnh đã tiến hành nhập khoảng 60 giống rau hoa các loại với số lượng giống có bản quyền chiếm khoảng 75%. Với việc đầu tư nâng cao chất lượng giống cây trồng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa những thiệt hại do nguồn giống kém chất lượng gây ra. Hàng năm ở Lâm Đồng có khoảng 30 triệu cây giống in vitro và trên 2 tỷ cây giống rau hoa được sản xuất từ khoảng 200 cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng giống có bản quyền đã được mở rộng phạm vi về diện tích cũng như chủng loại. Lâm Đồng đã tiến hành nhập khoảng 60 giống rau hoa các loại với số lượng giống có bản quyền chiếm khoảng 75%. Trên nhóm cây công nghiệp và cây ăn quả, tỷ lệ sử dụng cây giống ghép đạt khoảng từ 60 đến 70%. Có trên 90% giống ngô có năng suất chất lượng cao, 55 đến 60% sử dụng giống lúa xác nhận. Sản xuất lúa giống đạt quy mô 300 ha với sản lượng 2.000 tấn một năm. Khoảng 60% sử dụng giống lúa xác nhận. Sản xuất lúa giống đạt quy mô 300 ha với sản lượng 2.000 tấn một năm. Với việc đầu tư nâng cao chất lượng giống cây trồng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa những thiệt hại do nguồn giống kém chất lượng gây ra. Năm nay, sản lượng trái hồng đạt cao và giá thu mua tại vườn cũng cao hơn năm ngoái, với giá từ 5 đến 7.000 đồng một ký tùy loại. Mức giá này có thể đem lại thu nhập cho nhà vườn từ 20 đến 30 triệu đồng một hecta trồng hồng xen với cây cà phê. Hiện nay ở Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương đang bước vào mùa cao điểm thu hoạch trái hồng đặc sản. Theo bà con nông dân cho biết, từ đầu vụ tới nay, trái hồng ăn quả được thu mua với giá cao và ổn định. Tại các chợ và các điểm bán đặc sản Đà Lạt, giá của trái hồng dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng một ký. Trong đó, hồng giòn có giá từ 15 đến 20.000 đồng một ký. Hồng trứng có giá cao hơn từ 25 đến 30.000 đồng một ký. Lâm Đồng hiện có khoảng 2.000 hecta hồng ăn quả các loại, trong đó tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương và Lạc Dương. Năm nay, sản lượng trái hồng đạt cao và giá thu mua tại vườn cũng cao hơn năm ngoái rất nhiều. Trái hồng được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký tùy loại. Mức giá này có thể đem lại thu nhập cho nhà vườn từ 20 đến 30 triệu đồng một hecta hồng trồng xen với cây cà phê. Hiện nay, tình hình tiêu thụ xuất khẩu chè của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Giá chè búp tươi giảm, hiệu quả kinh tế không cao nên các doanh nghiệp trồng chè trước đây đã chuyển đổi trồng cà phê, cây dâu tầm và cây ăn quả là những nguyên nhân dẫn đến diện tích chè trong toàn tỉnh giảm đến 45% so với năm 2013. Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 12.700 ha chè, giảm đến 45% so với năm 2013. Năng suất đạt gần 118 tạ một hecta, tăng 25% so với năm 2013. Sản lượng đạt 145.000 tấn. Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết nguyên nhân của tình trạng sụt giảm đáng kể diện tích canh tác chè là do tình hình tiêu thụ xuất khẩu chè của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Giá chè búp tươi giảm, hiệu quả kinh tế không cao, nên các doanh nghiệp trồng chè trước đây đã chuyển đổi trồng cà phê, cây dâu tầm và cây ăn quả.
một số diện tích cây chè, trồng sen, cây cà phê, cây ăn trái. Khi các loại cây trồng này cho thu nhập, nên nông dân phá bỏ cây chè để chuyên canh cà phê hoặc cây ăn trái. Bên cạnh đó, ở một số địa phương, diện tích đất trồng chè bị thu hồi để làm đường vành đai, khu công nghiệp, khu dân cư, xây trường, đại học, cũng góp phần thu hẹp diện tích chè Lâm Đồng. Từ ngày 25 tháng 10 năm 2018, cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa 200 triệu đồng, thay vì trước đây là 100 triệu đồng. Cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về nông nghiệp được vay ngân hàng không cần có tài sản nào đảm bảo tối đa 100 triệu đồng, thay vì trước đây là 50 triệu đồng. Đây là những điểm mới nổi bật được quy định ở Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Nghị định cũng bổ sung quy định doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có thể được ngân hàng xem xét cho vay, không cần tài sản đảm bảo, tối đa 70% giá trị của dự án, phương án. Nhờ tập trung các biện pháp tiêm phòng vaccine tiêu độc khử trùng định kỳ theo đúng kế hoạch, vì vậy từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Đâm Sông không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng trên đàn gia súc gia cầm và vật nuôi. Tuy có phát sinh một số loại bệnh gây hại trên cây trồng vật nuôi như bệnh lở mồm long móng trên đàn bò tại các xã Đạ Cờ Nàng, Đạ Rơ Sang và Đạ Tông, bệnh nấm hồng đốm mắt cua trên cây cà phê, bệnh ốc bươu vàng gây hại trên cây lúa tại xã Rô Men, nhưng ngành nông nghiệp địa phương đã triển khai kịp thời các biện pháp xử lý bệnh, chính vì vậy không để phát sinh trên diện rộng, bùng phát thành dịch. Được biết, tổng đàn gia súc hiện có của huyện Đâm Sông, tổng đàn có trên 25.000 con, tổng đàn gia cầm 100.000 con. Thông qua thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nêu trên, nên số lượng đàn gia súc gia cầm của địa phương phát triển ổn định, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Thông tin trên lĩnh vực đầu tư. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Lâm Đồng đã tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia 14 kỳ hội chợ, triển lãm, trong đó có 13 hội chợ trong nước và 1 hội chợ ở nước ngoài. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yên tâm đầu tư sản xuất mở rộng thị trường, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình kết nối giao thương xúc tiến thương mại thông qua các kỳ hội chợ trong và ngoài nước. Từ đó giúp các doanh nghiệp ký kết được nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Tính từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng đã tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia 14 kỳ hội chợ triển lãm, trong đó có 13 hội chợ trong nước và 1 hội chợ nước ngoài. Từ các hội chợ và triển lãm này đã có 64 hợp đồng thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực thương mại và du lịch được ký kết. Cùng với hoạt động hỗ trợ kết nối giao thương, Lâm Đồng cũng đã hỗ trợ và lập các thủ tục đăng ký cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, hoa, may mặc, thủ công mỹ nghệ, đặc sản Đà Lạt. Qua đó giúp các doanh nghiệp quảng bá giới thiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương, tiến tới mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Tính đến thời điểm này, huyện Lạc Dương đã thu hút gần 70 dự án đầu tư trên các lĩnh vực với tổng vốn trên 6.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư được thực hiện trên các lĩnh vực dịch vụ du lịch, hạ tầng cơ sở, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, thủy sản và các dự án trồng rừng kết hợp với du lịch sinh thái. Ngành chức năng huyện Lạc Dương cho biết, bên cạnh tạo cơ chế thông thoáng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thì chính quyền các cấp cũng đã tập trung công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện giúp các nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Với lợi thế về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các làng nghề truyền thống và là địa bàn giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa, nên đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, thông qua đó góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Mặc dù mới được triển khai, nhưng bằng sự quyết tâm thống nhất cao của cả tập thể, phương pháp cách làm chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị, mô hình 3-1-3-0 ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên đã khẳng định tính thiết thực, hiệu quả trong công tác, tạo sức lan tỏa trong các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Nhân đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra vào chiều mai 10 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt. Mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình này tại huyện Cát Tiên. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên nằm ở địa bàn vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Đội ngũ cán bộ nhân viên phần đông được điều động từ nơi khác về.
hạt nhân nòng cốt trong huấn luyện, hội thi, hội thao không nhiều. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đơn vị gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, kể từ khi xây dựng mô hình 3 nhất, 3 không, gồm sẵn sàng chiến đấu cao nhất, kết quả tốt nhất, xây dựng đơn vị văn hóa lành mạnh nhất, 3 không như không vi phạm kỷ luật, không vi phạm an toàn giao thông, không để mất an toàn trong huấn luyện. Những cách làm mới được áp dụng tạo tính hiệu quả. Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên của địa phương thì cơ bản là sinh sống bằng nghề nông nghiệp, nên là quá trình động viên để lên huấn luyện thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Việc mà trực tiếp huấn luyện thì sắp xếp cái tiến trình biểu cũng như là kế hoạch thời gian thì nó linh động để làm sao chúng ta huấn luyện được trong cái điều kiện khí hậu thời tiết của địa phương. Trong quá trình huấn luyện thì tổ chức cái hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho cái lực lượng vũ trang của huyện. Mô hình ra đời đã tạo sức lan tỏa lớn. Cùng với đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc xây dựng cảnh quan doanh trại xanh sạch đẹp được đơn vị chú trọng. Điều đặn là cứ ngày chủ nhật của tuần đầu tiên và tuần cuối cùng của mỗi tháng là sẽ huy động anh em trong cơ quan sử dụng các dụng cụ của cơ quan, thì anh em là cũng rất nhiệt tình. Đây là thể hiện những cái sự đóng góp của tuổi trẻ xung kích, vì đây là nội dung hoạt động ngoài giờ và kỳ nghỉ giờ nghỉ. Dẫu còn nhiều khó khăn về vật chất cũng như nhân tố con người, nhưng bằng ý chí tự lực, tự cường, khắc phục vươn lên. Giờ đây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên trở thành điểm sáng trong thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, luôn nằm trong top đầu ở tất cả các hội thi, hội thao do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hàng năm đều tổ chức triển khai chặt chẽ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên khá giỏi, trong đó có 30% giỏi. Hiệu quả từ mô hình 3 nhất, 3 không không chỉ dừng lại ở lực lượng vũ trang huyện mà đã lan tỏa đến các xã thị trấn tiêu biểu như ở Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Cát 2, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lâm, xã Gia Viễn và thị trấn Phước Cát. Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tạo điều kiện cho cán bộ xuống giúp đỡ huấn luyện cho các cái môn theo yêu cầu. Và trong quá trình huấn luyện thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra. Và cuối kỳ kiểm tra thì phúc tra lại cái kết quả huấn luyện của các đơn vị. Vươn lên trên đỉnh cao quyết thắng, đó là nhiệm vụ trọng tâm của tập thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang huyện Cát Tiên. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, yếu tố con người quyết định thành công trong mọi nhiệm vụ. Đặc biệt từ mô hình 3 nhất, 3 không đã góp phần rất lớn trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hiện nay. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Theo kết quả tổng kết phong trào thi đua xanh sạch đẹp thông minh phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2018 của cụm các đô thị Tây Nguyên. Năm 2018, thành phố Đà Lạt với vai trò là cụm trưởng đã dẫn đầu điểm số về các tiêu chí như tăng diện tích cây xanh của thành phố hàng năm, tăng tỷ lệ thu gom rác, chỉnh trang hạ tầng đô thị, vỉa hè, đường ngõ xóm, công viên, vườn hoa, xây dựng thói quen không vứt rác ra đường và nơi công cộng, tăng tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải, v.v. Theo đó, thành phố Đà Lạt số điểm 97 trên 100 theo thang điểm quy định của Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Địa phương có số điểm thấp nhất là thị xã Azunba thuộc tỉnh Gia Lai. Cụm các đô thị Tây Nguyên là một trong 8 cụm đô thị trong cả nước, gồm 9 thành phố và thị xã là thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk, thị xã An Khê và thị xã Azunba thuộc tỉnh Gia Lai. Năm học 2018-2019, huyện Đâm Rông đã công nhận thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia gồm trường Trung học cơ sở Đà Long, trường Mầm non Đà Rờ San và trường Mầm non Roman. Như vậy, tính đến thời điểm này, trong tổng số 33 trường học từ bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện, đã có 13 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 40%. Từ kết quả này, huyện Đâm Rông phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 60% trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Để làm được điều này,
huyện Đam Rông sẽ khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh. Trong 9 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp trên 2.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với gần 2.500 người. Trong đó, tiếp dân thường xuyên là trên 1.400 lượt người, gồm gần 590 vụ việc cũ, 810 vụ việc mới phát sinh, tiếp định kỳ 640 lượt với 855 người. Qua tiếp công dân đã hướng dẫn giải thích và tiếp nhận giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kết quả tiếp công dân đã có trên 1.000 vụ việc đã được giải quyết. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền cũng đạt tỷ lệ 77%. Một số vụ việc khiếu kiện kéo dài phức tạp hoặc đông người đã được các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết, ổn định tình hình. Sáng ngày 9 tháng 10, tại thành phố Đà Lạt, công ty ô tô và thiết bị chuyên dùng Sao Bắc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày giới thiệu dòng xe tải Hino đạt tiêu chuẩn Euro 4. Đây là dòng sản phẩm mới được sản xuất năm 2018 với thiết kế hoàn toàn mới, được đánh giá cao nhờ những cải tiến vượt trội, có phần giảm thiểu khí thải độc hại. Được biết, sản phẩm Hino Euro 4 hiện có trên 20 chủng loại xe khác nhau. Với việc giới thiệu thêm dòng xe tải Hino Euro 4 này, sẽ giúp cho khách hàng và người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thêm sự lựa chọn sản phẩm xe tải phù hợp, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu chuyên chở vận chuyển hàng hóa, nông sản, có phần chung tay bảo vệ môi trường sống trong lành. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Mức tiêu thụ sản phẩm thủy sản theo đầu người của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Anh sẽ không ký thỏa thuận Brexit nếu chưa đạt nhất trí một khuôn khổ rõ ràng về mối quan hệ an ninh và kinh tế trong tương lai giữa Liên minh châu Âu. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 136 về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, Chính phủ đã bãi bỏ sửa đổi 102 trên 163 điều kiện đầu tư kinh doanh. Việc sửa đổi tập trung vào 6 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ. Điều đáng chú ý là nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Như vậy, hơn 62% điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường chính thức được cắt giảm kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2018. Quy định này nhằm đảm bảo và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân hưởng lợi ngay từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh từ lĩnh vực tài nguyên môi trường. Mức tiêu thụ sản phẩm thủy sản theo đầu người của Việt Nam tăng trưởng hàng năm. Năm 2017 đạt khoảng 31 kg một người. Dự báo, mức tiêu thụ thủy sản tại thị trường trong nước cũng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới khi người dân có mức thu nhập cao hơn. Dự báo mức tiêu thụ thủy sản tại thị trường trong nước cũng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Mức tiêu dùng thủy sản bình quân trên đầu người Việt Nam năm 2020 có khả năng đạt 33-35 kg một người một năm. Hiện có 600 cơ sở chế biến quy mô công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, còn có gần 4.000 cơ sở chế biến quy mô vừa và nhỏ. Các làng nghề chế biến thủy sản phục vụ trong nước, mỗi năm chế biến được khoảng trên 540.000 tấn sản phẩm. Để thúc đẩy tiêu thụ tại thị trường nội địa, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho rằng cần ra soát, bổ sung, thay thế những chính sách không phù hợp, nghiên cứu đề xuất thêm những chính sách mới nhằm thu hút nhà đầu tư, liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ, tăng cường kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn và quy chuẩn an toàn thực phẩm. Tiêu thụ thủy sản nội địa đã góp phần ổn định sản xuất khi xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trên thị trường thế giới. Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành vào tháng 9 năm 2018, hầu hết các tổ chức tín dụng đánh giá trong quý 3 năm 2018, các nhân tố khách quan và chủ quan tiếp tục cải thiện. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm trước. Kết quả điều tra cho thấy, tình hình kinh doanh quý 3 năm 2018 có cải thiện hơn so với quý 2 năm 2018, với 72,6% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn, trong đó 15,8% nhận định cải thiện nhiều. Dự kiến trong thời gian tới, 80% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong quý 4 năm 2018, và 84,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 cải thiện hơn so với năm 2017, trong đó 23-30,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng cải thiện nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, khi những bất cập về an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng báo động, thì những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như rau an toàn luôn được người tiêu dùng quan tâm sử dụng. Tuy nhiên hiện nay, việc sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển diện tích và tiêu thụ sản phẩm. Đắk Lắk hiện có trên 8.000 hecta gieo trồng rau hàng năm, với sản lượng hơn 130.000 tấn rau các loại. Đắk Lắk còn có trên 20 hợp tác xã sản xuất rau an toàn. Mặc dù mới đưa vào áp dụng vài năm gần đây, nhưng mô hình trồng rau an toàn bước đầu tạo ra bước chuyển mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại an toàn. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% sản lượng rau an toàn được các doanh nghiệp siêu thị hợp đồng thu mua, số còn lại được bán cho các chủ vựa, tiểu thương chợ đầu mối, đưa đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh hoặc nông dân tự tiêu thụ. Việc gặp khó về đầu ra khiến nông dân không còn mặn mà với sản xuất rau sạch, dẫn đến khó khăn trong quá trình phát triển diện tích rau an toàn. Về rau là họ muốn là rau phải sạch, rau an toàn. Nên là theo thì hội đưa ra cái nghị quyết, cho nên là tôi muốn thành lập một cái tổ hợp tác rau an toàn để đưa ra cái thị trường. Thì ví dụ như mà mình có một cái thương hiệu, mình có một cái dãy cái vậy, giống như là mình được cái công nhận là rau an toàn, thì ra thị trường thì người tiêu dùng họ sẽ mua nhiều hơn và có thể mình nâng được giá. Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Đức Thành ở thôn 5, xã Iepak, huyện Buôn Đôn được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2017. Hợp tác xã được huyện Buôn Đôn cũng như xã Iepak tạo điều kiện hỗ trợ thuê gần 1 hectare đất và hỗ trợ 100% kinh phí làm hệ thống nhà kính rộng hơn 1.000 m², đưa các thành viên của hợp tác xã đến học hỏi kinh nghiệm trồng rau ở Lâm Đồng. Hợp tác xã đã tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, từ việc lựa chọn cây giống, các loại phân bón đến nguồn nước tưới. Tuy nhiên hiện nay, đầu ra sản phẩm của hợp tác xã vẫn gặp khó khăn. Sản phẩm bán chủ yếu tại chợ truyền thống, hoặc được các thương lái thu mua, và khi mang sản phẩm ra chợ, không có gì để chứng nhận đây là rau sạch, nên giá bán cũng chỉ bằng các loại rau khác. Cái thị trường đầu ra thì nó cũng hơi khó, ở chỗ là mình phải có cái tiêu chuẩn cụ thể, phải có cái đăng ký Việt Gáp cụ thể, và qua bên đó thì mình mới liên kết với các cái nhà mà họ nhập về cái nguồn rau đó, họ cũng đòi hỏi yêu cầu phải có cái tiêu chuẩn Việt Gáp rõ ràng thì chúng ta mới nhập được. Còn bây giờ mà nhập là với số lượng nhiều, có nghĩa là một ngày có thể là cung cấp từ 200-300 kg cho đến 1 tấn. Thì cái vấn đề làm của hợp tác xã mới ban đầu thử nghiệm, cho nên là nó cái diện tích nó cũng chưa được nhiều. Nguyên nhân dẫn đến việc rau an toàn khó cạnh tranh được so với các loại rau thường, một phần do khâu quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ở các chợ thiếu chặt chẽ, khiến người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là rau an toàn, đâu là rau thường. Bên cạnh đó, mặc dù muốn lựa chọn sử dụng sản phẩm rau an toàn, nhưng chính người tiêu dùng cũng chưa trang bị kiến thức cho chính bản thân làm thế nào nhận diện được rau an toàn và rau không an toàn. Sản xuất theo quy trình Việt Gáp, đây là một cái quy luật tất yếu hiện nay, vì trên thị trường người ta yêu cầu sản phẩm thì phải sản xuất theo Việt Gáp mới được chứng nhận, mới truy xuất được nguồn gốc và nó đảm bảo cái an toàn thực phẩm. Hiện nay thì hầu hết tất cả các cái cơ sở sản xuất các cái sản phẩm mà theo quy trình Việt Gáp thì đều đã được khẳng định là có cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Và nhất là khi mà chúng ta muốn đưa các sản phẩm này vào các cái thị trường lớn hoặc là các cái trung tâm mà thương mại có uy tín như các cái cửa hàng thực phẩm sạch, rồi là Metro hay Coopmart, thì bắt buộc yêu cầu phải có Việt Gáp để người ta có thể truy xuất được nguồn gốc. Trồng rau an toàn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, hy vọng trong thời gian tới, những bất cập trong sản xuất rau an toàn cho rau an toàn ở Đắk Lắk sẽ được tháo gỡ. Mới đây, ngân hàng Standard Chartered duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 7% trong năm 2018. Nhờ khu vực sản xuất hàng điện tử có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh mẽ và hoạt động tiêu dùng gia tăng.
lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính trong nửa cuối năm nay. Dự báo này được đưa ra trong báo cáo kinh tế về Việt Nam do Ngân hàng xuất bản với tựa đề Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng không nguy hiểm. Theo báo cáo, lĩnh vực sản xuất sẽ có năm thứ hai liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, xuất khẩu hàng điện tử cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam sẽ ở mức cao trong năm 2018, 2019 và 2020, với mức vốn đăng ký đạt 17 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, và vốn FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là sản xuất hàng điện tử trong trung hạn. Lĩnh vực dịch vụ đóng góp gần 40% cho nền kinh tế, dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm nay sau khi đạt mức tăng 7% trong nửa đầu năm. Báo cáo nhấn mạnh Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong ASEAN trong năm 2018 và 2019, cũng giống như năm 2017. Chúng tôi lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong trung hạn nhờ hoạt động sản xuất diễn ra mạnh mẽ khi dòng vốn FDI chảy vào lĩnh vực sản xuất điện tử vẫn duy trì ở mức cao. Trước thông tin này, Chairman điện tử Global Finance của Mỹ cũng nhận định nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7% trong năm 2018 và dòng ngoại hối sẽ đạt mức cao kỷ lục 60 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước đó cũng nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt mức 6,25% trong năm nay, nhưng mức tăng trưởng thực tế được cho là sẽ cao hơn dự kiến này. Trang chuyên biệt về kinh tế châu Á AEC News có trụ sở tại Campuchia có một bài phân tích đầy đủ về kinh tế Việt Nam. Bài viết mở đầu với nhận định về ngành sản xuất ô tô Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng giống như đã từng xảy ra với Hàn Quốc và Nhật Bản. Với những chính sách thúc đẩy tiền tệ, Việt Nam cũng sẽ tăng trưởng kinh tế 7% trong vòng 3 tháng tới. Các lĩnh vực xuất khẩu gạo và xi măng sẽ chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tới. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cảnh báo Anh sẽ không ký thỏa thuận Brexit nếu chưa đạt nhất trí một khuôn khổ rõ ràng về mối quan hệ an ninh và kinh tế trong tương lai giữa Liên minh châu EU với London. London luôn nhấn mạnh một thỏa thuận Brexit cuối cùng phải bao gồm hai vấn đề, đó là nhất trí về sự ra đi và nhất trí về khuôn khổ quan hệ trong tương lai. Vì thế hai bên vẫn còn nhiều vấn đề lớn phải bàn và London kêu gọi EU thay đổi lập trường cứng nhắc của mình. Theo kế hoạch, giới lãnh đạo EU sẽ cố gắng ký một thỏa thuận, song thỏa thuận cuối cùng sẽ phải chờ đến một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU, dự kiến diễn ra ngày 18 tháng 11 tới. Thỏa thuận về sự ra đi sẽ đề cập tới quyền của người dân EU sống tại Anh, cách giải quyết hóa đơn ly hôn của Anh và vấn đề biên giới với Ireland, trong khi một khuôn khổ quan hệ tương lai là tuyên bố chính trị về quan hệ đối tác kinh tế và an ninh giữa EU và Anh trong tương lai. Trên sườn dốc của dãy Himalaya, Ấn Độ là nơi sản sinh ra loại trà thần bí nhất trên thế giới, có giá tới hơn 1.800 đô la Mỹ một ký, khoảng 43 triệu đồng một ký. Người dân địa phương tin rằng đây là loại trà giàu năng lượng và là tinh túy của đất trời. Trà Silver Tips Imperial, còn được gọi là ô long thần bí, được trồng ở độ cao 2.200 mét trên sườn dốc của dãy Himalaya, Ấn Độ, nơi đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Không như các loại trà khác, ô long huyền bí chỉ được thu hoạch vào đêm trăng tròn đầu tiên của tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Vào thời điểm mực thủy triều dâng cao nhất, còn mực nước trong thân cây trà lại giảm xuống thấp nhất. Những người nông dân của vườn trà Darjeeling sẽ chuẩn bị một nghi lễ trang nghiêm. Qua 8 giờ tối và lúc trăng tròn rạng ngời nhất, những nông dân được lựa chọn phải chạy đua với thời gian để hái trà trước bình minh. Phải cần khoảng 4kg lá trà tươi mới có được 1kg trà khô. Người dân ở đây cho rằng loại trà này giúp tăng cường sinh lực và chống lão hóa. Năm 2014, nó có giá 1.850 đô la Mỹ trên 1kg. Hiện theo trang silvertipstea.com, nó có giá khoảng 2.118 đô la Mỹ 1kg, tương đương với khoảng 49,5 triệu đồng. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, lỗi trong nền tảng nhà phát triển của Google trên mạng xã hội Google Plus đã khiến thông tin tài khoản như tên, địa chỉ email, nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi của 500.000 người dùng bị rò rỉ. Sai sót của Google thúc đẩy một loạt thay đổi về quyền riêng tư và việc đóng cửa dịch vụ mạng xã hội Google Plus. Google cho hay họ chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy dữ liệu bị truy cập không thích hợp hoặc lạm dụng. Đây là sai lầm hiếm hoi của Google. Hãng phần lớn tránh được các vụ bê bối về quyền riêng tư đã và đang cản trở nhiều mạng xã hội trong vài tháng qua. Cổ phiếu công ty mẹ của Google là Alphabet giảm hơn 2% sau khi thông tin này được đăng tải trên The Wall Street Journal trước khi phục hồi phần nào trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 10 theo giờ Mỹ. Cổ phiếu Alphabet chốt ngày giao dịch hạ 1%. Người tiểu đội trưởng tự vệ tiêu biểu là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay.
Trên cương vị là tiểu đội trưởng tiểu đội tự vệ công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt, anh Dương Đình Thiệu luôn sáng tạo trong công việc, được cấp trên đánh giá là người miệng nói tay làm, trách nhiệm với tập thể, được đồng nghiệp tín nhiệm cao, xứng đáng là người tiểu đội trưởng tự vệ tiêu biểu. Nhưng đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra vào chiều mai 10 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người tiểu đội trưởng tự vệ tiêu biểu này. Thường xuyên bám sát cơ sở, bảo vệ tài sản doanh nghiệp, tài sản của nhà nước và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của tiểu đội trưởng tiểu đội tự vệ công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, dưới sự chỉ huy của người tiểu đội trưởng tiêu biểu Dương Đình Thiệu, và công việc của tiểu đội luôn đạt kết quả cao. Đối với các ngày lễ lớn, ví dụ như festival hay là lễ hội người sắc xuân, thì công ty sẽ có cái kế hoạch và sẽ có những chỉ đạo để cho tất cả các anh em trong tiểu đội chuyên môn tự vệ của công ty là tuần tra, là tăng cường để đến các điểm nóng thường xảy ra mất cắp hay là có sự cố về an ninh. Với suy nghĩ tạo cho anh em tự vệ thoải mái, tự giác trong nhiệm vụ, trong các buổi sinh hoạt, anh Dương Đình Thiệu luôn trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của anh em để kịp thời chia sẻ, báo cáo lên lãnh đạo cấp trên xem xét giải quyết. Trước khi bước vào các buổi huấn luyện, với trách nhiệm là người thủ lĩnh, Thiệu luôn chuẩn bị giáo án kỹ lưỡng để truyền đạt đến anh em. Bản thân tôi thì luôn sâu sát và nắm bắt những tình huống và những hướng dẫn của giảng viên trên Ban Chỉ huy Quân sự Đà Lạt để tuyên truyền đến các chiến sĩ trong tiểu đội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Giới thiệu là người năng nổ, nhiệt tình, nói chung là có tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là trong cái công tác dân quân tự vệ của công ty. Nói chung là cũng thường xuyên nhắc nhở các anh em trong quân tự vệ là cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chuyên môn nhất. Thứ hai nữa là thường xuyên nữa huấn luyện các bài tập. Được thành lập từ năm 2015, tiểu đội tự vệ công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt có quân số 10 người với 100% là đoàn viên, trong đó có 3 đảng viên làm nòng cốt. Tiểu đội được biên chế vào 4 tổ phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt, tai nạn lao động. Cùng với việc đảm bảo tài sản và trật tự doanh nghiệp, mục tiêu của tiểu đội là không tách rời sản xuất với huấn luyện để nâng cao năng lực hoạt động. Vì vậy, trong quá trình công tác, tiểu đội trưởng Dương Đình Thiệu đã không ngừng sáng tạo, làm gương, phát huy tinh thần tập thể để làm tốt công việc được giao. Đặc biệt là tăng cường phối hợp với các đơn vị thành phố tham gia dân vận, thực hiện các chương trình an sinh xã hội ở cơ sở. Dương Đình Thiệu là tiểu đội trưởng tiểu tự vệ. Trong những năm qua, thì đối với bản thân đồng chí này luôn nhiệt huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Vừa thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của mình ở công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, đồng thời vừa thực hiện tốt cái vai trò là người tiểu đội trưởng, tiểu đội tự vệ thuộc trung đội tự vệ của công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt. Trong những năm qua thì với nỗ lực của bản thân, thì đồng chí đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ là huấn luyện cho tiểu đội tự vệ mình để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời là áp dụng vận dụng vào trong cái công việc thực tế. Nói phải luôn đi liền với hành động, bản thân luôn cố gắng học hỏi, trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Đó là mục tiêu của Dương Đình Thiệu. Bằng sự quyết tâm và tinh thần cầu tiến, tin rằng Dương Đình Thiệu sẽ vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tiểu đội trưởng tự vệ tiêu biểu luôn tỏa sáng giữa đời thường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.